Xin kính chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Pi Network. Nội dung hôm nay chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Nhưng trước tiên, người sáng lập kênh xin quý vị một lượt đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem video tiếp theo. Kính thưa các bạn, việc mở MyNet của mạng Pi dự kiến sẽ mất thời gian. Một số người trong cộng đồng Pi mất niềm tin vào Pi, nhưng bên cạnh vấn đề này, thì vẫn còn rất nhiều người trong cộng đồng vẫn còn hy vọng. Trong cuộc trò chuyện gần đây giữa Pioneer và Mốt trong phòng trò chuyện có dự đoán về ngày mở mạng chính Pi như sau. Cộng đồng mạng Pi, nhiều suy đoán đang gia tăng về sự ra mắt sự kiến mainnet của mạng Pi. Người điều hành cộng đồng được biết đến với sự tương tác tích cực và hiểu biết sâu sắc. Gần đây đã gợi ý rằng có thể sẽ mất thêm 2 đến 3 năm nữa trước khi mạng Pi sẵn sàng ra mắt mainnet của mình. Khi thông tin này đưa ra, thì Pi Co Team đã cập nhật luôn các tin tức về mã nguồn mở của mạng Pi. Mặc dù thông tin này đã được khẳng định nhiều lần trên ghi thắt. Điều này Pi Co Team muốn khẳng định Pi Network là hoàn toàn minh bạch. Cụ thể, nội dung được cập nhật như sau, mời các bạn tham khảo. Giới thiệu mã nguồn mở Pi của Pi Network PiOS là một phần trong quá trình phát triển liên tục của mạng Pi. Chúng tôi đã thực hiện các bước để trao quyền cho cộng đồng của mình bằng giấy phép phần mềm nguồn mở PiOS mới của chúng tôi. Việc phát triển trên Pi luôn dễ dàng và không yêu cầu bất kỳ trải nghiệm blockchain hoặc tiền điện tử nào trước đó. Và với chương trình cấp phép nguồn mở PiOS mới của chúng tôi, Việc bắt đầu với các công cụ và mẫu được thiết kế bởi cộng đồng Pi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Piot được thiết kế để khuyến khích các nhà phát triển, chia sẻ mã của họ và cộng tác với những người khác để tạo điều kiện phát triển ứng dụng Pi chất lượng và xây dựng hệ sinh thái. Giấy phép này cho phép các nhà phát triển cộng đồng Pi tạo và đóng góp mã của họ, cung cấp mã đó cho những người khác trong hệ sinh thái Pi sử dụng. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với các tiện ích lâu dài trên mạng Pi. Lần đầu tiên, cộng đồng các nhà phát triển của P Networks có thể xây dựng dựa trên sự đóng góp của nhau. Tận dụng trí tuệ đám đông tập thể của cộng đồng lớn hơn 45 triệu người dùng tương tác của chúng tôi bằng cách củng cố kiến thức chung của các nhà phát triển cộng đồng và nỗ lực xây dựng P Network nhằm mục đích giúp mọi người theo đuổi nhiều ý tưởng và dự án đa dạng dễ dàng hơn bao giờ hết. Các tài nguyên chung này sẽ giúp việc xây dựng trên Pi trở nên dễ dàng hơn, khuyến khích các thành viên cộng đồng Pi đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng và tiện ích mạnh mẽ của chúng tôi tất cả, đồng thời cung cấp cho cộng đồng phân tán của chúng tôi các tài nguyên mà họ cần để tạo sản phẩm của riêng họ. Với quyền truy cập này, mọi người tiên phong đều có thể sử dụng và sửa đổi kho lưu trữ mã do các nhà phát triển cộng đồng khác cấp phép theo giấy phép PIOT. Giấy phép này mở rộng độc quyền để sử dụng trong hệ sinh thái Pi và cung cấp tất cả các loại tùy chọn để trao quyền cho các nhà phát triển khi họ bắt đầu hành trình của mình. Điều này quan trọng bởi vì lần đầu tiên, mọi nhà phát triển trên Pi sẽ có quyền truy cập vào thư viện các mẫu và tài liệu có thể chỉnh sửa, tất cả đều có sẵn để họ lặp lại và thử nghiệm. Cơ sở kiến thức bi tập thể này có thể cho phép những người tiên phong phát triển và học hỏi trên quy mô lớn và từ nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian. Với Piot, các nhà phát triển không cần phải phát minh lại bánh xe, thay vào đó, giờ đây họ có sẵn các công cụ để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Cuối cùng, sự đổi mới này giúp Pi hoàn thành mục tiêu dài hạn của chúng tôi là khuyến khích cộng tác chéo tập trung vào người dùng. Thông qua Piot, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển muốn chia sẻ cơ sở mã của họ với cộng đồng nói chung và tạo ra một cộng đồng sâu sắc hơn, tương thích hơn và hợp tác hơn. Ra mắt khi bắt đầu -cạt hồn quý 1 năm 2023, Piot đã cho phép các nhà phát triển cộng đồng Pi không chỉ xây dựng các ứng dụng Pi đặc biệt mà còn đóng góp vào nỗ lực phát triển của những người tham gia -cạt hồn khác. Trên thực tế, 7 trong số các đội chiến thắng của -cạt hồn và được đề cập danh dự đã xây dựng ứng dụng của họ bằng Piot và cụ thể là một nhóm chịu trách nhiệm cấp phép cho mã nguồn dùng chung mà trên đó hàng chục nhóm khác có thể xây dựng ứng dụng của họ. Với việc Piot cung cấp kế hoạch chi tiết cơ bản để khởi động sự phát triển tập thể của cộng đồng, chúng tôi đang thấy nhiều dự án hướng đến tiện ích hơn được xây dựng trên Pi từ các nhà phát triển tận dụng các công cụ chung của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, bằng cách cho phép các nhà phát triển cộng đồng Pi tạo các ứng dụng và công cụ mã nguồn mở cho hệ sinh thái Pi, cộng đồng sẽ tiếp tục phát triển. vậy cập nhật lần này về mã nguồn mở không chỉ khẳng định tính minh bạch của dự án, mà một điều quan trọng Pi có tìm hướng tới là giảm độ phức tạp, thuận lợi cho nhà phát triển xây dựng các ứng dụng hệ sinh thái và chia sẻ kinh nghiệm từ nhau. bạn nào quan tâm thêm chúng ta truy cập vào ghi thắt để xác minh mã nguồn mở của Pi. khi dự án tiến triển, các thành viên cộng đồng đã háo hức chờ đợi thời điểm Pi Network chuyển từ giai đoạn testnet hiện tại sang mainnet mở, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nó. Tóm lại, mọi người yên tâm kích tia xét để khai thác. Người điều hành cộng đồng chịu trách nhiệm duy trì trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận trong cộng đồng mạng Pi đã làm sáng tỏ dòng thời gian tiềm năng cho việc ra mắt MyNet. Dựa trên những đánh giá và sự hiểu biết của họ về tiến độ của dự án, họ tin rằng có thể sẽ mất vài năm trước khi Pi Network sẵn sàng mở MyNet cho công chúng. Mặc dù khung thời gian có vẻ dài, nhưng các thành viên cộng đồng vẫn lạc quan và hiểu biết về quy trình phức tạp liên quan đến việc xây dựng một nền tảng chuỗi khối mạnh mẽ và an toàn. Nhóm phát triển đằng sau mạng Pi cam kết đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng tổng thể của mạng. Điều này đòi hỏi phải thử nghiệm và sàng lọc kỹ lưỡng. Việc ra mắt MyNet có tầm quan trọng đáng kể đối với mạng Pi vì nó biểu thị quá trình chuyển đổi từ giai đoạn chứng minh khái niệm sang mạng chuỗi khối hoạt động đầy đủ. Quá trình chuyển đổi này liên quan đến việc triển khai các tính năng quan trọng, chẳng hạn như cơ chế đồng thuận phi tập trung và tích hợp tiền điện tử Pi vào hệ sinh thái của mạng. MyNet của Pi Network nhằm mục đích cung cấp một cơ sở hạ tầng an toàn và hiệu quả sẽ trao quyền cho người dùng giao dịch và tương tác liền mạch trong hệ sinh thái phi tập trung. Ngoài ra, nó sẽ mở ra cơ hội cho các nhà phát triển, xây dựng các ứng dụng phi tập trung đắp trên mạng Pi, nâng cao hơn nữa tiện ích và giá trị của nó. Mặc dù, thời gian chính xác cho việc ra mắt MyNet vẫn chưa chắc chắn, nhưng cộng đồng mạng Pi vẫn tiếp tục tích cực tham gia, chia sẻ kiến thức, và hỗ trợ nhau. Các thành viên cộng đồng háo hức dự đoán thời điểm khi tầm nhìn về tiền tệ kỹ thuật số có thể truy cập của Pi Network trở thành hiện thực trên MyNet. Cần lưu ý rằng các mốc thời gian phát triển trong ngành công nghiệp blockchain có thể thay đổi và điều chỉnh dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tiến bộ công nghệ, cân nhắc về quy định và phản hồi của cộng đồng. Khi mạng Pi tiến tới ra mắt MyNet, các thành viên cộng đồng, những người đam mê và các bên liên quan được khuyến khích cập nhật thông tin thông qua các thông báo chính thức và tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng. Cùng nhau, họ đóng góp vào sự phát triển và thành công của mạng Pi, thúc đẩy một nền tảng phi tập trung linh hoạt và toàn diện. Điều quan trọng các bạn phải hiểu, việc KIC là quan trọng để phát triển hệ sinh thái, nhưng nó chỉ là một yếu tố quan trọng trong nhiều yếu tố thành công. Vấn đề cấp thiết Pi Co Team đang làm, ra mắt Pi Hắc Hồn hàng tháng của Pi Network, thúc đẩy sự đổi mới và tương tác liên tục cho cộng đồng Pi. Trong một sự phát triển thú vị trong cộng đồng Pi Network, Pi Hắc Cạt Hồn, một sự kiện nổi tiếng, khuyến khích các nhà phát triển thể hiện tài năng của họ và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Pi đã chuyển sang hoạt động hàng tháng. Quyết định này nhằm cung cấp hỗ trợ liên tục cho việc phát triển ứng dụng Pi và thúc đẩy sự đổi mới trong cộng đồng. Đáng chú ý, Hắc Cạt Hồn sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi ra mắt mạng chính Pi, đảm bảo động lực và mức độ tương tác bền vững. Các thành viên của mạng Pi hiện có cơ hội gửi ứng dụng Pi của họ thông qua ứng dụng Brainstorm tham gia cuộc thi hack cạt hồn hàng tháng để có cơ hội giành được sự công nhận và phần thưởng. Động thái này thể hiện một bước tiến quan trọng trong phương pháp phát triển dựa vào cộng đồng của mạng Pi, trao quyền cho các thành viên đóng góp tích cực vào việc mở rộng hệ sinh thái. Việc giới thiệu sự kiện Pi hack cạt hồn hàng tháng với dự đoán về open mine cho Pi Network có thể có một số tác động. một, Tăng cường phát triển ứng dụng, cuộc thi hack cạt hồn hàng tháng cung cấp một nền tảng liên tục để các nhà phát triển thể hiện kỹ năng của họ và tạo ra các ứng dụng Pi sáng tạo. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến trong phát triển ứng dụng và phạm vi ứng dụng rộng hơn có sẵn trên Open Mindnet. Dự đoán về Open Mindnet có thể thúc đẩy hơn nữa các nhà phát triển tham gia hack cạt hồn và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Pi. 2. Tăng cường tương tác với người dùng, sự kiện hàng tháng giúp cộng đồng Pi tích cực tham gia và tham gia vào quá trình phát triển dẫn đến việc ra mắt Mindnet mở. Người dùng có thể tham gia bằng cách gửi ứng dụng của họ cung cấp phản hồi và tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng. Sự tham gia bền vững này giúp xây dựng sự phấn khích và mong đợi cho bản phát hành Open Mindset sắp tới. 3. đảm bảo chất lượng và phản hồi, hắc cạt hồn hàng tháng cho phép các nhà phát triển nhận phản hồi từ cộng đồng P-Network và các chuyên gia. Vòng phản hồi lặp đi lặp lại này có thể giúp tinh chỉnh và cải thiện ứng dụng của họ trước khi khởi chạy Mindset mở, đảm bảo chức năng và trải nghiệm người dùng chất lượng cao hơn. 4. Xây dựng cộng đồng Cuộc thi hack cạt hồn hàng tháng thúc đẩy tinh thần cộng đồng và sự hợp tác trong mạng Pi. Các nhà phát triển và những người đam mê có thể kết nối, chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trong nỗ lực phát triển ứng dụng của họ. Khía cạnh xây dựng cộng đồng này củng cố hệ sinh thái tổng thể và tạo ra một mạng lưới hỗ trợ dẫn đến Open Mainnet. 5. Giới thiệu ứng dụng sớm. Sự kiện hàng tháng mang đến cơ hội cho các nhà phát triển giới thiệu ứng dụng của họ với cộng đồng Pi rộng lớn hơn. Khả năng hiển thị và hiển thị sớm này có thể tạo ra sự quan tâm của người dùng, tạo dự đoán cho Open Mindset và thúc đẩy việc áp dụng ứng dụng ban đầu. Việc chuyển Pi Hắc Hồn thành một sự kiện hàng tháng thể hiện cam kết của Pi Network đối với sự phát triển liên tục và sự tham gia của cộng đồng. Bằng cách thúc đẩy sự đổi mới, hỗ trợ phát triển ứng dụng và nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng sôi nổi, mạng Pi cố gắng tạo ra một hệ sinh thái bền vững và thịnh vượng có thể phát triển ngay cả sau khi ra mắt mạng chính mở. Vừa rồi là các thông tin về Pi Network video của mình đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo